Hi, chào tất cả các bạn. Lâu quá rồi mới quay lại mấy cái mai cho các bạn xem ha. Thì nói chung là hôm nay cũng tháng 4 âm lịch rồi các bạn. Thì mấy cái mai này thì mấy bữa nay mình đang rong mấy cái lá nữa bạn, rong lá bớt. Nó quá xum xê luôn các bạn ơi. Cho nên mưa tới rồi nè. Nãy giờ cũng mưa lâm râm nè, các bạn coi mấy cái lá nè, hột mưa nè. Cho nên mình rong mấy cái lá bớt để cho cây mình á nó thông thoáng các bạn. Vô mùa mưa rồi, nếu mà các bạn để mấy cây mà lá nó nhiều quá đó thì nó bị ẩm ướt. Ẩm ướt thì nó sinh ra là dễ bị núm á các bạn. Cái bệnh đầu tiên dễ nhất là dễ bị núm, với lại không có nắng mặt trời chiếu vô á thì cây của bạn nó không có tốt đâu nha, nó sẽ không quang hợp tốt. Thì đây rong lá nè, quá trời luôn á. Hai cây nha, hai cây này là nhiêu đây lá nè đó. Thì bây giờ mới tháng 4 hả, thì mình cứ rong thoải mái đi. Thì bắt đầu mình rong lá cái đầu bắt đầu nó tâm những cái tược non khác ra nè các bạn coi nè, đó mấy cái tược non á bắt đầu nó sẽ đi cơ tược tiếp theo. Hiện tại mình đang ẩm thằng cu ha, vừa ẩm nó vừa quay cho các bạn, cho nên nhiều khi quay nó hơi bị lắc thì các bạn cũng thông cảm ha. Thì hơi sẵn hôm nay buổi chiều nè, rảnh thì mình sẽ quay lại mấy cây mai của mình cho các bạn xem, coi hiện tại tháng 4 rồi nó phát triển như thế nào. Thì đây nè các bạn đang thấy nè, đó là để em bóng to lại, đó là hôm bữa mình xức keo Minh Khang đó các bạn. Thì hôm nay nó đã, cái thẹo của nó đã bít lên đó các bạn. Đó, cái màu đen ở ngoài á, tại giờ mình đang ẩm con mình cho nên mình không có chỉ được. Cái theo đen ở ngoài á là mình xức keo đợt 1. Còn cái chính giữa đó xanh xanh trắng trắng á là mình xức keo đợt 2. Thì đợt 2 bắt đầu nó cũng bít rồi các bạn. Là coi những cái thẹo này nó đã bít. Đó, cái thẹo cũng bự lắm rồi các bạn. Nha, còn những cái thẹo nhỏ ở trên nè, đó. Thẹo nhỏ thì nó bít lẹ rồi. Nè. Đó, chủ yếu là mấy cái thẹo bự rồi nè. Đó, mình xức đợt 2 bắt đầu nó xì ra nó bít lại. Đó, sẵn thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem luôn. Thì cái cây này mùa mưa á thì các bạn cứ xịt thuốc ngừa núm cho mình nha. Đó, ây da. Ngừa núm cho mình. Đó, như cây của mình lúc nào các bạn thấy nè, cũng có những cái xanh xanh á bám trên lá. Thì các bạn mua cốc tâm lâm cũng được. Còn cái thuốc ngừa núm này của mình là mình đi vô mình coi. Nè, bao nhiêu các bạn coi thấy nè. Cái cây này mình chưa rong lá nè, bạn coi lá nè, dày đặc luôn. Thì bắt buộc mình phải rong bớt. Rong xong rồi mình bấm đọt để cho nó bắt đầu nó ra những cái tược mới nữa. Bấm cho nó đều các bạn, sau đó cho nó ra tược mới. Nè. Mình ngừa núm nè. Mình xài túp Purin xanh nè, túp Ugen xanh nè. Đó các bạn thấy không? Một cái bịch này bự lắm, mình xài cũng được nhiều lắm các bạn ơi. Đó. Còn bọ chỉ nè, mình xài đủ loại hết nha. Riêng cái thằng bọ chỉ thì mình xài đủ loại hết. Tại vì nếu mà bọ chỉ á, các bạn xài một loại á thì nó dễ bị kháng thuốc lắm các bạn. Cho nên mình đổi thuốc bọ chỉ là mình đổi liên tục ha. Bọ chỉ với thuốc sâu. Mà bọ chỉ là mình đổi liên tục nhất. Còn mấy cái ngừa núm thì mình cứ xài cứ như vậy mà xài thôi. Nè các bạn thấy nha. Cơ tược thứ hai bắt đầu nó đâm ra nè. Thì mùa mưa xuống rồi các bạn, bắt đầu ở ra cơ tược mới liền. Thì mình rong lá nữa thì nó sẽ đâm ra nữa nè. Như những cây này nè, mình rong trước rồi nè, thì mưa xuống bắt đầu nó ra cơ tược nè. Mình sẽ túc núm mà đúng không các bạn. Đồng thời á, các bạn mua cái chai NMK á các bạn, mấy bạn xịt lên cho mình nha, thì nó vừa dưỡng lá mà nó vừa dưỡng rễ. Thằng NMK thì mình cũng có mấy clip trước mình cũng có chia sẻ với các bạn rồi đó. Thì một chút mình sẽ để cái hình lên ha, để cái hình nè cho các bạn dễ phân biệt, các bạn mua cho dễ. Thì nói chung mấy cái loại thuốc thì các bạn cứ tới mấy cái tiệm mà thuốc thực vật á, gần nhà bạn các bạn á, các bạn mua lúc nào mà không có, còn không có nữa thì mình lên mạng mình mua nè. Như các bạn đang thấy cái cây mai trước mặt đó, các bạn thấy không, lá nó quá trời luôn, thì bắt buộc mình phải rong bớt để cho nó nuôi những cái lá ngoài, nuôi những cái tược đâm tược ra nuôi tiếp, chứ mấy cái lá cùng ở trong á cũng đâu có xài đâu các bạn. Chẳng hạn như mấy cái lá cùng
Tại giờ mình đang ẩm, thằng nhóc mình cũng hơi khó chỉ. Em kiếm chỗ nào kệ thoáng thoáng mình chỉ cho các bạn. La về để ba quay xíu. Đây xuống dưới đây đi. Mình đang quay bằng tay trái. Chắc cũng hơi rung rung ha, các bạn thông cảm ha. Giống như những cái lá cùng. Đâu rồi. Cái lá cùng nằm ở ở trong á thì nó sẽ không có bông nha các bạn. Ừ. Đâu rồi ta? Tại cái này mình lặt rồi cho nên kiếm nó cũng hơi khó. Đây. Nè. Giống như cái lá mình sẽ phóng to ra chính giữa màn hình đó bạn thấy không? Đó. Đó. Đó chính giữa màn hình thì nó sẽ không có bông đâu thì mình lặt bỏ đi. Đó bạn thấy không? Còn như ở ngoài nè, ở ngoài nó ngậm mỏi tay quá. Nè, nó ngậm như thế này nè. Thì một ở đây bây giờ thì mình muốn đi tược á. Thì đa số hiện tại bây giờ đã đi tược. Có những cây nào mà nó cùng rồi đó. Các bạn chặn đọt sớm á thì nó sẽ là bắt đầu nó chớm mấy cái đầu kim á. Thì cái đó thì nữa sau này nó sẽ hình thành bằng nụ, hình thành da nụ á các bạn. Từ từ coi. Vậy đây bạn đứng xuống đây đi chơi đi ha. Đó đi chơi đi sao đó. Thì chuẩn bị vô mùa mưa rồi các bạn, thì các bạn cứ ngừa nấm cho mình rong bớt lá, xịt MK. Ừ, cứ xịt MK thôi. Thời điểm hiện tại thì các bạn không nên bón phân đâu, bón sớm làm chi cho bắt đầu nó ra cơ tược thứ hai mà nó hơi cứng cứng đi. Bắt đầu mình vô phân thì nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Còn bây giờ các bạn vô phân sớm quá nó không có tốt cho cây đâu. Các bạn cứ xịt MK cho mình là được rồi. Những chai nó có mấy chục ngàn rồi các bạn, mà bạn xài lâu lắm. Vô. Đó thì clip này chắc mình chia sẻ như đây thôi. Đang ẵm nhóc nó không chịu nữa, nó không chịu cho mình quay nữa. Chắc mình kết thúc clip tại đây để mình nằm nó vô rồi mình tạm biệt. Giờ mình tạm biệt các bạn nha. Rồi bye bye các bạn nhớ đăng ký kênh để xem nhiều clip tiếp theo nha. Rồi bye bye.